Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức showbiz Việt Nam. Kính chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. Bộ ảnh mới của Hoài Sa trước thềm Miss International Win 2020, thần thái sắc vóc đúng chuẩn hoa hậu. Khoe thần thái đỉnh cao trong bộ ảnh mới, Hoài Sa nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả. Hoài Sa sẽ chính thức là đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Miss International Win 2020. Với lợi thế về hình thể, gương mặt sáng cùng khả năng hoạt ngôn, Hoài Sa hiện đang chiếm được nhiều sự kỳ vọng của khán giả trước thềm chinh chiến tại cuộc thi sắc đẹp mang tầm cỡ quốc tế này. Mới đây, cô nàng bất ngờ tung một bộ ảnh mới lên trang cá nhân, khoe thần thái rạng rỡ đầy cuốn hút. Hoài Sa để tóc búi cao, xuất hiện trong chiếc váy trắng cúc ngực xẻ đùi cao, khoe trọn đôi chân dài thon thả, cùng với một vẻ đẹp gợi cảm trong mỗi khung hình. Hoài Sa luôn biết cách tạo điểm nhấn, cách bót dáng, nhận được nhiều lời khen ngợi. Hoài Sa từng giành các danh hiệu như Á quân 2, chinh phục hoàn mỹ, Miss BLT 2015, học trò của ca sĩ Thu Phương ở The Voice Việt Nam 2018. Sau thời gian dài training về các kỹ năng như ứng xử, ca quắc, thanh nhạc, bạn gái Trọng Hiếu được nhận định sẽ là đối thủ đáng gờm để giành được chiếc vương miện sau Hương Giang. Hình ảnh Hoài Sa búi tóc cao, diện váy gợi cảm, khoe thần thái trong loạt ảnh mới trước thềm tham dự Miss International Win 2020. Trong mỗi khung hình, cô nàng luôn biết cách tạo dáng tinh tế và nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ khán giả. Hoài Sa từng giành các danh hiệu như Á quân 2, chinh phục hoàn mỹ, Miss BLT 2015. Cô nhận được rất nhiều những lời khen. Cô được đánh giá là đối thủ cũng rất đáng gờm. Cuộc thi Miss International Win 2020 sắp diễn ra. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.